Hey yo, xin chào tất cả các anh em đã đến với channel của Kai of Pixel. Thì hôm nay mình sẽ bú phim đó mà. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các anh em tạo một cái intro 3D cực ngầu như vừa rồi, mà chỉ tốn trong vòng 1 phút 30 giây thôi. Thì ok, thì bây giờ anh em cần phải có hai vấn đề để làm được này. Thứ nhất là anh em tải cái phần mềm Adobe After Effects về nhé. Rồi thêm một cái rosette mà mình đã làm sẵn cái intro đó, mình up trên Google Drive, thì các bạn tải ở dưới phần mô tả của video nhé. Thì ok, các bạn tải hai phần đó xong xuôi thì các bạn sẽ mở After Effects lên. Rồi dĩ nhiên là phải mở cái file rosette đó lên. Thì các bạn chọn phần bên dưới, không cần biết nhiều về nó đâu. Các bạn chọn vào phần test, các bạn sửa lại y chang như thế này, muốn thay đổi test như thế nào cũng được. Không cần phải tìm hiểu về cái này nhiều đâu. Rồi, sau đó các bạn lựa đến cái khung chỗ mà có hình ảnh á, thì cái tab mà mình để hình ảnh mình sẽ thay thế. Có nghĩa là mình thiết kế một cái logo mà cái dạng hình ảnh, thì mình sẽ thay thế vào cái phần chữ, có chắc yêu là đây hay gì đó, mình kèm vô. Mình vừa thay thế xong, bây giờ bạn cân chỉnh cho nó thật là vừa nhé. Đấy, thì mình test thử cho bạn coi nè. Thì cái chữ đó thì mình có thể tạo một cái logo bằng cái file BNC, loại file trong suốt nền á, thì nó sẽ lộ cái chữ đó ra, tạo hiệu ứng rất là đẹp nha các bạn. Thì cái rosette này các bạn cứ tải về ở dưới phần mô tả. Rồi ok, anh em coi cân chỉnh lại cho nó đẹp. Anh em coi thấy cái video này nếu mà có ok thì hãy một like và một share nhé. Thì sắp tới mình sẽ up lên vài cái rosette intro hay ho cho anh em, để anh em tải về và anh em thử nghiệm trên cái phần mềm Adobe After Effects này nhé. Rồi anh em làm, rồi sau đó anh em muốn xuất file ra thì rất là đơn giản, mình cảm thấy vậy cũng là ok đó. Các bạn chọn vào Composition, rồi chọn Add to Render. Sau khi hiện ra được cái phần ở dưới, các bạn chọn vào Output to để chọn đến đường dẫn mà file nó xuất ra nha. Rồi các bạn, tôi chọn ở màn hình desktop. Xong các bạn chọn vào phần render, bấm vào phần render, thì trong cái khoảng thời gian đó thì chờ nó render là hoàn thành xong một cái intro 3D. Thì tùy theo cái thông số của mấy bạn cài đặt mà chọn lựa cái chất lượng của video nó xuất file ra thì nó sẽ là mau hay là chậm nha. Ok, hẹn lại các anh em video tiếp theo nhé.